thử thách hiểu nhau của bạn Hằng và bạn Tiết. Đầu tiên đó là slam. 5, 1, 2, 3. Bạn không hiểu tớ rồi. Bạn cũng không hiểu tớ. Bạn Hằng ơi, bạn có thích cái này không? Tớ thích. 1, 2, 3. Wow, chúng tớ hiểu nhau rồi. Tớ thích công chúa các bạn ơi. Bây giờ tớ sẽ chọn một chiếc hộp bút mà tớ yêu thích nhất. Ở đây có rất là nhiều hộp bút các bạn ơi. Bạn thích cái nào? Đã nào, mẫu nào cũng đẹp nhưng mà tớ thích nhất thì tớ đã biết mẫu mà mình thích nhất rồi, đấy chính là đây. Vịt vàng, tại vì á màu sắc rất là sặc sỡ và đặc biệt tớ rất là thích yêu vịt vàng. Trời ơi, đó đẹp quá à. Bây giờ đến lượt tớ nhá. Ok, bây giờ sẽ đến lượt tớ chọn hộp bút nè. Bạn Hằng thì bạn đã chọn màu vàng rồi. Bây giờ tớ sẽ chọn một hộp bút mà tớ thích. Cái này đi. Oh, mặt tớ, trăng à? Tớ thích làm phi hành gia nên là tớ sẽ lấy phi hành gia này. Và các bạn ơi, ở lần này thì tớ với bạn Hằng lại không hiểu nhau rồi. Nhím hay là cứu? 1, 2, 3. Wow. Hai bọn mình đều rất là thích nhím luôn. Tại vì tôi thấy bạn nhím này màu sắc nổi bật, còn bạn này thì không nổi bật lắm. Nhưng mà cũng rất là yêu mà. Có bạn nào thích cừ không? Bút lông hay là bút bàn chân? 1, 2, 3. Ôi, tớ thích cái cục bông này này. Lủng la, lủng lẳng, khó viết nhờ các bạn nhở. Đây, còn cái này bàn chân này giống hệt với bàn chân mèo nhà tớ luôn á. Đáng yêu mà. Cái này cũng đẹp. Bạn Hằng, bạn thích Squid Game hay là Kissy nào? Tớ á, tớ thích Squid Game. Tớ thì thích Kissy hơn tại vì nhìn bánh bèo hơn. Bánh bèo á, bánh bèo như này các bạn ơi. Nó rất là yêu mà. Ôi giời, màu đỏ cũng đẹp mà. Thử thách, đoán đúng thì được. Các bạn ơi, ở phần túi này thì tớ có một món đồ. Có thể là con nhím này, củ cà rốt này, hoặc là bánh. Và bây giờ bạn Hằng hãy đoán xem ở trong này là cái gì? Ok. Wow, cái gì đây ta? Cái gì? Các bạn ơi, mềm mềm các bạn ạ. Bạn mà đoán đúng, tớ mua cho bạn luôn. Thế á? Tớ đoán chắc chắn ở trong này là chính là củ cà rốt. Ok, mở ra đi. Thế nào, có phải là củ cà rốt hay không? Oh no. Các bạn ơi, bây giờ là đến lượt tớ đố bạn Tuyết nhá các bạn nhá. Để ý xem bạn Tuyết ở đâu rồi mới được. Không biết là tớ sẽ bỏ cái món đồ gì vào trong cái túi này nhở? Tớ sẽ bỏ một trong hai cái này để cho bạn Tuyết đoán nha các bạn nhá. Pony hay là thỏ nhở? Tớ sẽ bỏ thỏ đi. Các bạn đừng nói với bạn Tuyết nhá. Bây giờ tớ sẽ đoán nhá. Để tớ sờ thử xem nào. Cái gì đây? Các bạn ơi, tớ biết rồi. Tớ đoán ở trong này là một con thỏ. Mở ra xem nào. Đây, để tớ mở xem nào. Đúng luôn. Chúc mừng bạn nha. Bạn biết tại sao tớ biết không? Tại vì nó cứng đúng không? Không phải, tại vì cái tai dài nè. Ha. Các bạn ơi, bây giờ đến lượt tớ giấu đồ nha. Tớ thấy ở đây thì có rất là nhiều móc chìa khóa. Ý mà móc chìa khóa này bé bé nên là tớ nghĩ là bạn Hằng rất là khó đoán ra. Móc chìa khóa Bạch Tuyết nè. Tớ sẽ lấy cái này bỏ vào trong cái túi này để xem là bạn Hằng bạn có biết không. Nhưng mà tớ nhận ra bạn Hằng bạn rất là thích Bạch Tuyết, nên là có khi nào bạn ấy sờ bạn ấy biết không. Bây giờ tớ sẽ chọn cái khác nè. A few moments later. Cái gì đây hả Tuyết? Bạn đoán xem. Cái gì nào? Cứng cứng, nhỏ nhỏ. Móc chìa khóa? Đúng rồi, nhưng mà là móc chìa khóa hình gì? Trời ơi, bạn biết chơi tớ hay sao á? Chơi bạn xem nè, móc chìa khóa ở đây rất là nhiều nè, bạn có thể đoán mà. Nhiều thế này tớ đoán biết bao giờ. Trời ơi, xác suất trúng rất là thấp luôn. Đây, bây giờ tớ sẽ cho bạn gợi ý đi. Gợi ý một nhá. Một là móc chìa khóa hình bạn gấu. Gấu. Hai là móc chìa khóa hình chiếc giày. Chiếc giày. Ba là móc chìa khóa hình bạn khủng long. Khủng long đâu? Bạn khủng long thì bạn ấy ở chỗ tớ đoán bừa thế thôi, tớ cũng không biết có ở đây không. Thế thì khả năng mình sẽ loại khủng long ra các bạn ạ. Nhưng mà tớ nói bừa thì sao? Bừa thì... Nhưng mà tớ nghi khả năng là khủng long không có. Tại vì ở đây á, cái nào cũng có tận 2-3 cái. Nhưng mà đúng, khủng long thì có không có cái nào nè. Đấy, thấy chẳng nghe cái này không? Đây, không phải khủng long nhỉ? Đâu? Đây là cá sấu.
xấu. Thôi đưa ra sự lựa chọn nhanh đi. Đôi giày cái này cứng, đôi giày cũng cứng mà gấu cũng cứng. Đoán nhanh. Các bạn ơi, tớ sẽ đưa ra là gấu, tại vì á gấu cứng hơn. Đôi giày thì còn có phía trên này mềm này, nhưng mà ở trong này không có cái nào mềm hết. Đưa đây để tớ mở cho. Bạn mở hả? Ok. Mở cho. Và bây giờ tớ sẽ hộp bàn hàng mở nha. Không biết là có phải là gấu không các bạn nha. Hộp quá. Cái gì đấy? Quá khủng long hả? Sai rồi. Rồi các bạn ơi, ở đây phía sau có không có cái nào khủng long nữa hết. Bạn đoán biết vì sao không? Tại vì cái này là duy nhất. Đúng rồi. Các bạn ơi, bây giờ thì tớ sẽ cho vào đây pop it nè. Ở đây có rất là nhiều pop it. Để cái nào đây ta? Cái nào cũng đáng yêu nè. À, đây là túi pop it. Thôi, tớ sẽ lấy cái pop it hình cây kem này đi. Đấy, cho vào đây. Tớ không biết đâu. Tớ sẽ đi vào xong rồi cho bạn tiếp hai chữ gợi ý. Các bạn ơi, ý nè. Đây, tớ đã lấy hai sự gợi ý vào. Và một sự gợi ý ở trong này nữa. Biết lại chết đâu rồi. Chết ơi. Tớ đây. Đây, đây, đến lượt xem bạn này. Xem là bạn có hiểu không ạ? Tớ Tớ nhìn thấy bạn hẳn cầm pop it rồi. Thì chứng tỏ trong này là pop it đúng không? Ok, pop it. Mà pop it thì tớ chỉ cần đoán là pop it là đúng rồi. Pop it hình gì chứ pop it ai chẳng biết. Trời ơi, pop it hình gì á? Hình tam giác, hình tròn, hình vuông, hình squid game, cây kem rồi. Đủ các thể loại luôn, làm sao mà đoán được. Ok, tớ sẽ cho bạn ba sự gợi ý. Ok, đầu tiên là gì? Đầu tiên đấy chính là một chiếc túi pop it. À, quả dứa à? Quả dứa. Tiếp theo là một cái miếng pop it cực to như thế này. Rồi, tớ mượn cái miếng cực to này. À, các bạn ơi nhìn đây, cái này to so với cái túi này thì chắc chắn là bạn hàng đã không nhét được vào trong này rồi. Tớ gặp lại, ôi đừng để bị đánh lừa. Quả dứa, quả dứa là vừa đấy. Mua quả dứa với cái gì nhỉ? Hay là chỉ mỗi quả dứa thôi thì không, một cái kem nữa, cái kem pop it. Cái kem nào? Tớ nhận ra là ngày trước tớ có chơi pop it cái kem rồi thì cũng bé thôi, để vào cái này thì là vừa đấy. Này bạn đừng để đánh lừa, cái này to tớ gập vào được đấy. Nhưng mà tớ nhận ra một điều, đó là quả dứa thì gấp thành túi và nó có hai lớp. Bây giờ tớ sẽ sờ ở đây để xem, bình thường là cây kem chỉ có một lớp thôi. Biết đâu là cũng là túi nhưng mà hình cây kem. Tớ nhận ra cái mình mỏng hơn nè. Để xem có cái que cầm không. Nếu mà có que cầm thì chắc chắn là cây kem rồi. Thôi bạn đừng sờ nhiều. Tớ biết rồi, cây kem. Có biết cây kem đúng không? Có biết cây kem á hả? Đâu, mở đi. Đó, tao biết ngay mà. Đây, tại vì mình ngay cái sơ từ cái que đây là tao biết luôn. Trời ơi các bạn ơi, nãy giờ á, tớ chưa đoán đúng. Còn bạn Tuyết á, bạn Tuyết toàn đoán đúng rồi. Ai bảo bạn cứ lấy toàn cái dễ thôi. Bây giờ tớ sẽ đố bạn là bên tay trái của tớ đang cầm con gì? Tay trái à? Ừ. Ờ, nhưng mà gợi ý đi. Gợi ý hả? Con mèo. Hai là con ủn ỉn. Ủn ỉn. Ừ. Ba là con khủng long. Bốn là con gấu. Nhiều thế. Ờ. Thôi. Hai cái là được rồi. Hai cái hả? Hai cái thì dễ đoán. Một con thì là kỳ lân. Một kỳ lân. Con thì là thỏ. Chọn đi, bên tay trái của tớ. Tay trái. Để xem có đoán đúng không? Rồi. Tay trái. Kỳ lân đi. Ok. Bây giờ tớ sẽ cho bạn xem tay không được đổi đâu nha. Không đổi. Bây giờ tớ sẽ cho bạn xem tay phải trước. Đầu tiên tay phải tê. À, kỳ lân thôi. Còn tay trái của tớ biết đâu tớ cũng cầm giống nhau đâu sao? Là hai kỳ lân. Ừ, đây thỏ. Ê, đã sai nha các bạn ơi, tớ toàn sai thôi. Bạn Tuyết toàn trơn gian đâu có. Nãy cầm hai tay này xong tớ thấy là Nào, không bao giờ nhá. Và các bạn ơi, các bạn thấy tớ với bạn Hằng trong video này thì có hiểu nhau không nào? Video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha. Bye bye.